Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phát biểu trước Hội đồng Chicago về vấn đề toàn cầu, tin từ Chicago. Phát biểu trước Hội đồng Chicago về vấn đề toàn cầu, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã dùng hình ảnh tân binh hải quân phải trải qua những bước đào tạo căn bản như một tham chiến nói về tương lai của quân đội Hoa Kỳ, về việc quân đội phải thích ứng với những sứ mệnh tại Iraq và Afghanistan như thế nào khi cuộc chiến lắng động và khi quân đội phải đương đầu với việc cắt giảm ngân sách chung trong chính phủ vì sự cô lập và vì những yếu tố khác. Bộ trưởng Hagel cho biết hàng ngàn tân binh của Hải quân cũng như tân binh của Thủy quân lục chiến của Không quân đã ghi danh nhập ngũ đúng trong lúc diễn ra quá trình chuyển đổi lịch sử của quân đội. Bộ trưởng Hagel nói rằng sức mạnh quân sự không chỉ xác định bằng kích thước của lực lượng mà còn được xác định bằng tính chất năng động của quân đội. Quân đội đã huy động nhanh chóng như thế nào và đã giám sát vũ khí và công nghệ cao ra sao. Bộ trưởng Hagel lưu ý rằng Hoa Kỳ phải tiếp tục đóng vai trò dẫn đầu trong các vấn đề toàn cầu.